nhân quả hiện tiền ngay kính thưa thầy thầy là người đã xuất gia tu hành nhưng thân đã xuất gia mà tâm lại chưa xuất gia vì còn thương tương lai cho cô bạn đời cũ ở nhà khổ với mấy đứa con nó phá lắm nay hiểu rõ lắm về nhân quả hiện ra ngay trong một thời gian ngắn đến rồi bỏ đi rồi cũng phải trở lại nơi mình còn nợ duyên với nhau đó thầy đức phật dạy con người khi gặp nhau đều là nhân duyên là nhân quả là người thân của nhau hay bà con người nhà hoặc là huynh đệ của nhau, biết đâu cùng tu với nhau ở một chùa, một ông thầy nào đó từ kiếp nào đó thì sao? Nay về gặp nhau để tu hành thôi á thầy. Đức Phật dạy trong kinh tứ vô lượng tâm thì có. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Trong đó tâm từ có năm tình thương yêu. Một hãy thương yêu chính mình. Hai hãy thương yêu con người, đây là nhân duyên mà ta gặp lại nhau đó thầy. Ba hãy thương yêu muôn loài vật. 4. Hãy thương yêu cỏ cây hoa lá chúng ta không nên trồng cây cảnh, cây kiểng, rồi lại cắt rễ, tỉa cành nó đi, nó chảy nhựa ra đau lắm, khác gì ta bị đứt tay chân vậy. 5. Hãy thương yêu môi trường sống trái đất này, có nghĩa ta đang uống nước, hít thở oxy trong không khí, miễn phí kìa. Mà ta làm ô nhiễm môi trường như vứt rác bừa bãi, gia đình bếp ăn, gia đình, tập thể, mà ta lại không phân loại rác vô cơ, hữu cơ ra riêng, làm khổ người công nhân dọn vệ sinh khi chỉ có ba ngày sau rác đó khi thì thức ăn chất hữu cơ của rác thải sinh hoạt nó lên men và khí mê tan bay lên bầu trời làm hiệu ứng nhà kính sẽ làm trái đất này nóng lên gây ra lũ lụt bão gió sóng thần gây hiệu ứng nhà kính là ta khổ vì mắc nghiệp nợ nhân quả cả thôi thầy mà mấy ai hiểu biết đâu ạ à? nhân duyên mấy tháng trước con đưa thầy đi tìm chỗ an dưỡng tu tập cho cô bạn cũ của thầy cũng là tình thương yêu con người đó cô lên nơi ấy sống tốt bên tình thương yêu của con người tu theo nguyên thủy, vì họ biết sợ nhân quả cả, mà cô không nhận ra và đòi về ngay, làm thầy vất vả kìa. Con hôm đó đã nói với thầy rồi. Cô này quá thiếu duyên, bị điên đảo, sẽ bị gánh chịu nghiệp quả lớn. Y rằng nay cô bị ngã gãy xương chậu là khó rồi thầy. Thôi mong sư thầy chưa dứt được nghiệp ái kiết sử, thì tu hành giải thoát làm sao được thôi thì cưu mang cô ấy đến trung tâm từ thiện này cho cô ấy tập sống mảnh đời còn lại mà sửa lại thân tâm như một con người có đạo đức nhân bản nhân quả làm người thực sự đừng ước mơ làm thánh nữa mặc dù cô đã có duyên xuất gia khi có bệnh là điều khó và hạn chế cho tu tập đó thầy vì cô cũng đã có tuổi lục tuần rồi thầy nhìn qua khuôn mặt của người bị bệnh là con biết mà thầy khi con có bao năm phục hồi bệnh miễn phí cho bệnh nhân là bằng phương pháp diện trần mặt mà thầy khuôn mặt biểu hiện của cô ấy không phải chỉ có gãy xương phải đóng đinh đâu thầy hãy đưa về nơi trung tâm an sinh xã hội miễn học phí này mà tự sống đạo đức làm người thực là ngừa đi thầy họ tự chữa lành cho mình bằng pháp mà phật thích ca Mâu ni đã dạy cho con người đó chính là tập để cho cơ thể tự chữa lành cho mình đó thầy không phải về để sống theo kiểu an sinh xã hội đâu thầy làm thân người quý lắm vì bao nhiêu kiếp đã phải làm chúng sinh rồi thầy lời phạt đây nghỉ thầy kính sám hối thầy